Xin chào tất cả mọi người. Giờ. Hôm nay là mình có làm anh Tâm có đi chợ mua tép mà tép Bạc Non cả nhà. Rồi với thịt heo ba gọi với rau sống làm ăn chấm với nước tương, rồi mình làm nước tương nước chấm mà ngon lắm cả nhà. Rồi mình mời cả nhà dùng bữa cùng mình nha. Cũng chán à. Cũng chán rồi cái mình bỏ ăn với rau. Tao mới mua tép tép bạc mà con nhỏ nhỏ nè cả nhà, cái mình lột không có được, mình để nguyên con luôn. Ăn với thịt heo ba là gọi. Thôi gọi mình luộc ngon xíu nè. Gạo ăn gạo. Nghe lên con. Qua đây nè, chào. Qua đây. Nhìn không thấy nó. Nhìn qua bên ngoài cái mẹ nó thấy. Dạ. Qua mẹ. Chơi. Mẹ ơi. Chơi. Chơi. Nó có ớt rồi cái. Tép mà. Ngon quá mẹ ơi. Xin chào. 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 Nên anh Tâm không chịu ăn. Ăn mình buồn quá. Quên nó mà chị Dung nữa. Em. Chị Dung ơi, ăn rồi. Chào. Ăn rồi mới mời. Chào. Nó gọi nó chào nè. Ăn ngủ cuối cùng em chị Dung ơi. Chị chào. Miu. Uống với nước chanh nè. Biết tội xin. Cái mèo. Cuối tuần á cả nhà. Cái anh Tâm mới mua. Hôm nay mình đòi ăn ổ cuốn. Cái anh Tâm mua ổ cuốn về. Này vừa ăn vừa cuốn nè cả nhà. Nằm ăn có mình buồn cả nhà ơi. Cái này gì hả?
nước chấm ngon sức cả nhà. Đây mình ăn với nước tương á, mà mình làm mình cháy rồi hay ngon. Làm bận công chuyện á, cái anh Tâm anh đi làm suốt á, cái mình ít có ra nước. Cả nhà xem á, nhớ ủng hộ kênh cho Quỳnh Tâm cả nhà, like và đăng ký ủng hộ giúp Quỳnh Tâm với nha, cho kênh càng ngày càng phát triển lên đó cả nhà. Cái nhà của mình á, ai cũng thích ăn gỏi cuốn hết trơn cả nhà. Gạo cũng thích mà Lực cũng thích mà anh Tâm cũng thích, mẹ mình cũng thích nữa, mẹ ruột mình á thích ăn gỏi cuốn á. Nãy giờ ăn mấy cuốn muốn no rồi nè. No quá. Cái này nước nước còn nước tắt á. Tắt tắt á mình làm nước. Uống đã sức, nước tắt lắm, chua chua ngọt ngọt, uống ngon lắm. Cái miếng thịt ba gọi này cả nhà, nó trong vắt mà nó ngon hết sức. Mình gói mình cuốn cả nhà còn xấu quá rồi. Cái bánh tráng này cũng khó cuốn, ăn gạo. Mời cả nhà nha. Gạo quá à không? Quá à? Ngon. Trả nó chưa ăn cũng ngạn. Cứ ghi lên trả. Ngon quá mà cả nhà. Uống miếng nước. Mình ăn cuốn này xong chắc mình nghỉ. Ăn nổi nữa. Mua kế nữa kìa. No mà mình cũng ngán quá nữa nha. Thì mình cũng đã ăn xong rồi nha cả nhà. Mình kết thúc video tại đây nha.
Mình chúc cả nhà một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc thôi cả nhà. Bye bye cả nhà.